chị em ơi. Ơi. Sao bán chị ơi? Mai đến. Chị Tiên. Mai đến. Về nhớ về chồng chị tỷ đi nha. Dạ. Sai rồi. Vợ Hải Sapa TV ơi. Mà. Vợ Hải Sapa TV. Mai đến. Anh Phúc. Mai đi. Phương đi không? Mai đi. Thấy nhà biển. Mai đi. Rồi ai ra? Rồi ai ra? Vô xin lòng. Hiếu hào sữa. Mai đi. Em nói, em nói. Rồi mời. Thôi thôi. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Mập Food nha. Thì cả nhà ơi, hôm nay Mập với lại mấy anh chị đang có mặt tại đường Phạm Văn Đồng, Thủ Đức. Đây là anh chủ quán mà mình đang đứng tại Hiếu Hào Sữa anh. Hiếu Hào Sữa 2. Hiếu Hào Sữa 2 cả nhà, đây là anh Hiếu luôn. À, thì cả nhà luôn dạ, nha. Dạ, địa chỉ ở đây là bao nhiêu cụ thể là anh Hiếu? Địa chỉ ở đây là 130-2 Kha Vạn Cân, thì Bình Chánh, Thủ Đức. Nhưng mà đây nó kêu là cá sấu hoa cà cũ á. Dễ tìm lắm, cá sấu hoa cà cũ là ai cũng biết hết. Dạ. Chào cả nhà nha. Và đây là anh Hiếu chủ quán nha nhà. Bên cạnh đó thì có đây là anh Phúc, chị Thảo. Cũng khá là lâu rồi, chắc tầm khoảng hơn tháng rồi anh chị mới xuất hiện lại trên kênh Mọc Phút nha nhà. Còn đây, điều đặc biệt hôm nay là chị Tiên, chủ tịch vợ Hải Sao TV cả nhà. Hôm nay với lại bên đây có anh Lộc. Thì hôm nay là Mập đại diện cho anh Lộc và kênh của Funny Hùng với lại Mập Food là làm tiệc đón chị Tiên vào Sài Gòn chơi như cả nhà. Hôm nay tiệc của chị Tiên à? Dạ, em à? Đúng rồi em. Dạ. Dạ. Thật sự hôm nay là anh... rất là vui và xúc động mà tất cả các anh em mà đón tiếp mà rất là nhiệt tình và chu đáo. Nhưng mà chưa biết là cái món ăn ngày hôm nay dạ là những cái món gì ở cửa hàng của nhà anh ấy. Bây giờ ở đây có hai người đẹp, để hai người đẹp đi chợ. Dạ, ok, hai người đẹp đi chợ. Nhưng mà em nhờ anh Hiếu hướng dẫn cho tụi em nha. Rồi, ok. Dạ, ok. Mà nhà mình đi chợ chưa? Dạ, đi chợ. Bây giờ đi luôn nha. Dạ. Bên mình là chiên hải sản luôn anh Hiếu hả? Đúng rồi, chiên hải sản. Dạ. Chị thấy có trong số thì xuống biển đi em. Xuống biển đi, bắt xuống biển đi. Đập. Hết pin luôn hả chị? 17 con đi. Ok. Anh muốn thử không? Anh muốn thử không? Em mới cầm lên cho cả nhà biết cái tay bự cỡ nào. Dạ. Nó chích. Nắm chặt lên nó búng. Nhưng mà vô cái tay em nó nhỏ bé lắm. Nhỏ gì nó đã nhờ. Dạ. Nó bằng cổ tay của em đó. Cái này là đầm bao nhiêu con một ký á anh Hiếu? 8 con. 6 con. Có ngày dạ. Cầm vừa làm tay em luôn. Dạ. Nhưng mà giá có thấy quen không? Đó. Wow. Đại ca em xây khủng vậy. Ngoài ra thì có ốc nữa nè ở nhà, rồi sò nữa à. Ở đây thì dạ. Dạ. Mấy kiềm phái đó lắm. Dạ sao mình nhiều hết. Mình chế tỏi vừa tới đây là nó ngon, nó giữ một cái nước. Ủa, hồng qua cho. Ê. Ê. Đây là dẫn lời giới thiệu. Đây, thấy. Không. Đây, cả nhà ơi, đây. Phun đi hùng. Thái Gia Biển cái nhà với lại Phun đi hùng nha. Đó, hôm nay thì ba kênh YouTube. Mình gọi chung là hội YouTube Sài Gòn sẽ đón chị Tiên vào Sài Gòn chơi nha. Ok thì nó bún này chích. Anh thì biết Hiếu lâu rồi. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên anh em mới gặp mặt. Dạ. Lúc trước cũng có chơi với kênh với miền Tây á, cũng biết, cũng thấy anh Phúc chơi, nhưng mà lần đầu tiên hôm nay gặp á, anh Phúc gọi cũng bất ngờ á. Hồi sáng nói à, chiều nay anh Phúc qua Phúc ăn với mọi người. Dạ. Cái này thật sự luôn.
biết nhưng mà anh chưa tới đây. Chắc họ phải uống những phút mấy ly. Cọp gì em? Cái này làm món gì ngon? Dạ như bà mình đúng mới hành hôm nay như cái hộp đó, mình đúng mới hành đó. Ở đây chị thấy là đồ chất lượng đúng không? Dạ. Cái nào cũng to. Nhưng mà em không không em thấy giá nó cũng không có ấy lắm đấy chị, giá nó cũng ok lắm á. Rồi ốc giác nè. Dạ 320 chị. Là bao nhiêu miếng rồi chị? Ủa con, à con ốc có ốc giác vàng này mình làm món gì? Làm gỏi ngoài chuối. Wow. Dạ. Ở nãy giờ hai chị đi được mấy món rồi? Kêu khỏi chưa? Vậy làm gỏi. Dạ. Hai con chứ con sao đủ. Ông về hào sữa phải ăn nhúa. Ăn hào sữa. Cái này là ăn cái nhúa đây ạ. Món này là... Ủa, xe lửa. Xe lửa. Anh ông hay là ông bằng cuốc này. Dạ. Đó, anh hiểu ơi, tại sao anh thấy rất là nhiều các cái đồ hải sản cao cấp ở đây mà anh này lựa chọn cái con này lấy đó. Tên? Anh là kinh doanh nghề chính hào mà. Dạ. Anh bán cái này nhiều. Anh là cũng thích hút hào luôn hả? À. Anh bán cái bắt nhiều lắm á. Nói cái này nha em, sở trường là món hào ấy. Mấy ngày nữa hãy vô bay Hà Nội hay bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh. Cá mú, cá mú ở đây à, cá mú. Cá này là cá mặt quỷ à. Anh cá này là cá mặt quỷ à. Cá này là cá mặt quỷ à. Dạ cái này là cá mú á. À dạ. Nó ngon lắm. Dạ. Này nè, cá bóng mú à. Ở ngoài hồ không anh? Không, ở đây có chân, sao? Có cá sấu, trước có cá sấu, mà sao này bỏ rồi chứ. Bỏ mới bỏ đây thôi à, có cá sấu luôn chứ. Này yêu tôi xài kìa. Âm thanh ổn không? Dạ. Em leo lên đây để bắt giùm anh khoảng... Trời ơi, em tưởng anh Hiếu kia em leo lên không, chứ. Không, em leo sạch vàng anh luôn à. Lên đây, con bắt giùm chú... Khéo em. Từ từ thôi nha, bắt cho mấy anh các bạn. Đây nè. Bắt vừa khoảng có những người đó 7-8 con đi ra, cái còn lớn đi. Cái này nữa mua còn lắm em à, cái lớn á. Cái này chắc con nó tầm khoảng 5 lạng hả nè. Không, cái con này khoảng chừng 4 lạng. Dạ. Có khi 4 lạng, 3 lạng con. Mặc lên trải nghiệm bắt con đi. Cái giờ nó mềm mềm anh. Mềm mềm nó lạ lắm. Nè thử không anh? Anh nhìn nó giống con cá gì? Con cá bóng tường ở miền Tây mình đó. Dạ. Dạ. Cái gì? Tôm càng đó nha. Rồi đây là cá này là cái gì? Cá lăng nè. Cá tầm nè. À, cá tầm này thì lúc trước mình có ra bài anh Hải Sapa TV á, mình có ăn một con tới 10 kg luôn. Rồi sao cá tầm hả? Đó. Em mấy kg? Mười mấy à, ổng 10 kg à ông ơi. Con hùng à. Con hùng hai mấy kg à? Đây. Bỏ biển. Bỏ biển hôm qua mới ăn. Cái này cũng bình thường anh Phúc. Cái này ngon lắm nha. Cái này hôm qua tụi em mới ăn luôn nè. Lấy này ra đi. À. Trời ơi, con này xuất sắc. Con này to hơn con qua đúng không anh? À, con này chắc là phải ký mấy 2 kg không? Ta
ta để mấy cái bọc đá này chứ à cho nó lạnh nè. Dạ. Không đủ lạnh á. Không đủ lạnh hết. Dạ. Alaska cả nhà. 5 độ. Alaska. Rồi bên kia là xây bờ bự bên đây rồi. Xây chít. Đúng rồi. À, đây bên đây thì có một hồ cá tầm cái này kiểu như lọc sai ra cái nhà xây này xây lớn nha. Nhưng mà không biết là anh Hiếu, cái này là có con lớn nhất của mình là tầm nhiêu ký anh? Cái này khoảng 10 12 ký nè. À dạ. Tặng con bữa em ra Sa Pa không? Bữa em ra Sa Pa mang con 10 ký. Cái này không? Dạ chắc cỡ đó. Nhưng mà em thấy sao con ngoài kia nhỏ hơn con này, cho con này mười mấy á. 12 ký á. Dạ à, đúng rồi. Em nhìn thấy là ở ngoài anh Hải có con tới 70 ký rồi. Dạ. Nhưng mà con đó là đặc biệt rồi, không ăn nha. Để làm mấy thôi. Đang nuôi hồ hả? Dạ, đang nuôi trong chạy dạ. Anh tưởng cần Hải nuôi 70 ký chứ. Lộc có thì giống bữa hả? Bữa em bới còn hai mấy ký anh Phúc. Thì nguyên cái chạy của người ta mà người ta nuôi còn quải. Cái này trình hả anh? Chùm cho nó ngủ á. Mình bỏ cái ống nước vô á cho nằm trong đó nó yên, nó sống dai hơn. Nó dạ. Ngủ á, tại cái lòi này nó sống giống như là ở hang mà. Dạ. Nó ở hang mà. Cái cách trình này nướng mùi ớt ăn cũng ngon. Cái trình này trình sông hả? Trình sông á, trình suối á. Nó ở hang nên nó phải có cái ống thì nó sống dai hơn. Cái này hoặc là người ta làm thuốc bắc á. Dạ. Ta hấp à, hấp à. Thuốc bắc trong thuốc. Em thấy là nướng là ngon lắm. Nướng ngon lắm. Thôi, rồi ok, mời mấy anh ra bàn đi. Thử bên mình làm. Cái này nó giống như lạp xưởng của mình, nhưng mà làm theo cái gia vị nước ngoài. Giống lạp xưởng à? Đây là giống lạp xưởng của Việt Nam, cái màu á, nhưng mà gia vị là tụi em nhập ở bên. Phúc thử chưa? Chưa, anh chưa ăn. Thôi làm trước đi. Thôi, anh làm trước, em làm này, anh làm này. Cái này bỏ nhiều lắm. Cái. Thôi, mời cả nhà luôn nha. Cái bắp giò đó là nạc, tôi nói là nhiều nhất á. Không mà nhiều. Mà anh nói thiệt nha, cái này lần sau thấy dày dày chút mỏng quá ăn không đảm miệng. Ấy anh Phúc lại mà bóp đưa anh Phúc nguyên một cục rồi à, đưa nguyên cục nó giống như cả nhà xúc xong khói em. Dạ thì nó là thành phần là cũng có da mỡ thịt nhưng mà mình làm là để phơi khô xong rồi đỡ vô trong kho lạnh cho nó chín lạnh. À. Cái này thanh khổ giống ở trong bánh mì có phải không? Dạ. Mấy bánh mì hay có này phải không? Cái này làm cái xương, bây giờ bỏ cái xương. Không ngỡ đâu. Không mà. Dạ nó là giò heo xong tối với salami đó chị. Ăn chút thì ngon hàm luôn rồi. Chưa có hạn mới nên em chưa mềm. Cái này nhìn nó giống như lạp xưởng chị ha. Cái này anh Lộc nói là đúng là phải chấm với cái màu thịt vàng nha chị. Đúng rồi. Anh Lộc mang món này nè, Linh mang dầu muối. Anh Hút hỏi rằng nãy rồi á. Thái đem hải sản xuống. Cái mực khẩu với tối. Mình khẩu với tối, mình ăn cháo trắng với dưa mắm. Hỏi rằng nãy gì đó. Anh nhớ mang cái dưa leo xuống là có cái dưa gì đó. Cái dưa đó đúng không? Dưa mắm còn ai cũng mê con đó luôn. Nó mà trời mưa ăn vô đuôi bài luôn. Đây là bạn chị ở bên Mỹ em á, xong rồi có gì gửi cái ngon đó em xin điện thoại. Bữa em cũng giao chị gì? Chị Hiền. Chị Hiền anh Hiệp á. Anh chị em ơi. 1, 2, 3. Vô. Anh em mình chú quậy quậy cửa này thẳng chịu đi chút không. Không, phải tao buồn cái chịu đi. Vấn đề là chị đi chung. Chịu đi mới được chứ. Mời chị đi. Mời chị Thảo. Em chúc chị sẽ hoàn thành khóa học này để mà về... Chị anh Hải. Chị anh Hải. Chị anh Hải. Cảm gia đình Hải. Vô. Vô. Kêu em. Dạ. Có cái nhiều người ta cứ hỏi mình học cái gì đó nha. Nói ra ngại á. Dạy dòng. Khoa học. Em uống đi tí là anh Phúc anh truyền cho đấy một bài học á. Phải Hải mới điện cho anh. Dạ.
Mai là em nha. Mai là mình chị rồi. Mời cả nhà. Dạ. Ý Khải đâu? Mời ai anh? Mời cả nhà. Rồi em mời ai nha. Dạ, em nghe em tưởng mời nóc nhà không nhớ. Em đâu vậy? Rồi, hồi nãy em cũng nghe là xin mời nóc nhà. Mời cả nhà nha. Dạ. Anh Dũng kêu né anh gà phải không? Em cứ dí hẳn với anh rồi à. Ôi, cái gì mới ra nè Linh này. Wow. Rồi quay luôn đi, quay luôn được. Chào cho anh Linh nha. Tôm sú. Đây nói là tôm ở đây rất là chất lượng luôn. Rồi chất lượng. Dạ, cái danh ở đây đã lâu, cá đẹp quá. Phải chụp nó thôi. Chụp cá em. Dạ. Nhưng mà quán kỳ công làm có cá chép quá hả? Cái này là cổ một đồng công tới lượng anh Hiếu ha. Cá chép đẹp vậy. Dạ. Nhưng mà hello, em tiên xin chào cả nhà nha. Hiện tại em đây đang có mặt ở Sài Gòn được ngồi cùng tất cả các anh chị em. Nhưng mà báo cáo cả nhà thì tại vì kênh em quay nên em nói trước chứ thật sự là hôm nay anh của em là chủ sĩ nha. Wow, cả nhà đã chẳng vào tay nào. Vỗ tay rồi, vỗ tay không biết có miễn cưỡng không. Rồi anh phát biểu đi, anh phát biểu đi. Không, cái này là anh lớn hôm nay là anh Phúc với cả chị Thảo chọn quán của anh Hiếu, đồ ăn rất là tuyệt vời. 1, 2, 3, 4 nhãn nào đúng không? Cơm chiên ốc hương. Cơm em dở ra luôn anh. Trước khi mình nhập tiệc cho anh nói tí xíu là hôm nay những dịp phiên chợ của Hải có vô trong đây học khóa huấn luyện dạy chồng. Thôi. Đi nha. Anh em ở trong phía Nam cũng dạ. Có làm buổi tiệc để chiêu đãi Hải Yên. Dạ. Chúc em khóa học được thành công tốt đẹp. Cảm ơn anh. Thay lời các anh các chị ở trong này đón tiếp rất nồng nhiệt. Em xin lưng ly mời cả nhà một ly ạ. Cả nhà uống hết nhá. Dạ. Cả nhà mình rồi nhá. Bình thường anh Hải hô thế nào thì hôm nay hô đi. Em hậu vệ của anh Hải nè. Em hậu vệ nè. Anh chị em ơi. Ơi. Sao bà chị ơi? Mai đi. Chị Tiên. Mai đi. Về nhớ về chồng kỹ tử đi nha. Dạ. Sai rồi. Vợ Hải Sao Ba TV mà. Vợ Hải Sao Ba TV. Mai đi. Anh Phúc. Mai đi. Cảm ơn anh Phúc. Đi không? Mai đi. Hải nhà biển. Mai đi. Rồi ai ra? Rồi ra. Hiếu hào sữa. Mai đi. Em nói. Phải dễ thôi dễ. Vừa à. Đấy, không có làm sao mà chống Hải được á. Đúng rồi. Tại vì tranh nhịp. Tranh nhịp. Chính rồi. Em mời cả nhà nha. Em mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Em ơi cứ để đấy đi. Để đấy. Đây. Dạ. Dạ. Em mời anh chị em đi. Em cái này phải cho cồn ở trên nữa em xin trái. Dạ. Thôi, cảm ơn anh. Cồn nó bật vào cái chén luôn á. Nó lựa mập phải lựa vậy á. Anh ăn con nhỏ nhất rồi phải không? Anh ăn cái ốc trước đi. Hả? Mời cả nhà nha. Em mời cả nhà. Đây. Anh Phúc anh để cái này vô rồi chắc ăn kiểu con tôm thôi chứ ăn được gì nữa giờ. Em mời mấy chị mấy anh nha. Phải mấy chị trước. Phải mấy chị trước. Úi trời ơi. Sao mình cầm con quá mà trước luôn. Ôi mấy chị bên bánh này ăn ốc hả? Đây đang cái con bự hơn đang ăn mì. Để bưng này tới đi.
đây anh muốn ăn ăn con gì này, con nghêu. Nghêu nè. Nghêu mực ghê luôn á. Chị biết diễn thì ăn con này á. Thấy có chưa? Đây nè, đây nè. Thấy con này là con ngao. Đó rồi. Nhưng mà cho thêm em cho anh mấy cái muỗng chứ, mấy cái muỗng em ăn rồi em chia bên kia nữa kìa. Nghe còn sống, nghe còn sống. Xé lửa cả nhà ơi. Đúng ra bắt, bắt rồi đó. Hồi nãy kia có bắt rồi. Chứ hồi tưởng nhau đốt mới đốt lửa tưởng báo cháy. Biết giờ anh to tiếng đẹp là kêu không? Anh nhớ bạn nghiệm lúc nó quay ăn bánh mì á. Cái đoạn tàu nữa đó em. Ở đây là gần đường tàu luôn nè. Ôi, em xem mà tiếp kỹ quá. Wow. Đây, giùm bà em ơi. Chị Tiên là chị không ăn cua gạch thôi. Chị tôm là ok. Đúng rồi. Cái này là món này là sở trường của chị đấy. Rồi, mấy chị đi quay với nhau mà nắm được là sở thích với nhau luôn. Ừ. Có những ngày mà đi quay ven biển ấy, tầm có 10 ngày gì nhỉ? Đúng rồi. Không luôn. 10 ngày là quay hải sản không? Hay là trời lạnh quá mà chị thấy. Ôi, hỏi thật mà đây này. Nổi luôn. Em mời cả nhà. Xíu rồi một xíu rồi đúng rồi, bánh quay mà hành. Này. Ủa, chồng tốt rồi. Cái này là phải dùng tiệc chiêu của anh Hải nữa rồi. Mà người ăn nhiều rồi. Để anh hỏi anh. Không có. Cái này không có. Em hỏi được rồi, được rồi. Em muốn coi. Em đây, chị đâu mời. Em không biết. Hả? Rồi, đợi em. Ôi, con tôm của anh Phúc bị ngon kìa. Bên kia vẫn còn hai con nữa mà. Rồi nha. Xong chưa? Chưa, đợi. Còn con này cái nước trong nó ngọt ghê luôn mấy ơi. Ngọt nước. Cái tôm này nó chắc thịt nhỉ? Ngọt lắm chị. Ngọt. 1, 2, 3, vô. Mời cả nhà nha. Thảo nào á. Mời Hải nha. Thảo nào á lên clip ai cũng hỏi, ủa mập bộ nó còn có anh Phúc sao mà lúc nào cũng ưu ái vô con tôm chà bá luôn. Thiệt sự. Anh đi Diễm. Gọi ốc giác. Gọi ốc giác vàng. Wow. Nhưng mà em có đề xuất là sao anh Hiếu ơi? Làm cái món ốc giác này trộn củ dừa được không ạ? Cái này đang trộn bắp chuối. Có củ dừa không? À. Liên hệ củ dừa. Hay đổ bỏ đi. Đổ bỏ giùm em. Em ơi chọn món ốc giác thôi. Chọn. Đây em chọn lên cho bắp chuối. Cái này là chị phải hỏi anh Hiếu là nãy nó tôi có ngọc không? Nếu mà có thì anh Hiếu có rồi. Có là Hiếu đã có rồi. Ta chỉ xin cái đĩa này để đồ nhé. Rồi em bé ba chúc sức khỏe anh. Em mời ạ. Vô. Em kêu em. Ôi nhưng mà sổ huyết cổ đây rất là to luôn anh Linh này. Dạ. Em hỏi cái xem sổ huyết cổ đây nè. To khổng lồ luôn. Cái này là sốt tỏi. Ủa, để chị ăn gì vậy? Cái bà chị Diễm ơi. Dạ. Trong lúc ăn á, em có nghe lén được là mấy chị đang khen chị ở ngoài đời đẹp hơn ở trên hình á. Ồ. Bây giờ sao? Bây giờ thấy xử anh Dũng thôi. Có
đề xuất cái thông tin này nên lan rộng hơn nữa. Bây giờ là tụi em là đang nhận xét, đang ngày mai là bạn muốn chồng cặp đó. Ngoài đời đó là đẹp hơn trong TV á. Em cảm ơn, đẹp trẻ hơn. Do chị Tiên, em mời chị Thảo. Chị Tiên nè, cuộc vui nào mình bay vô. Chúc mừng Diễm đẹp nha. Chúc Diễm xinh. Chúc các chị gái luôn luôn mãi mãi xinh đẹp nha. Ai chứ chị thấy nghe đẹp chị khoái hả Diễm? Hiểu không? Mấy giờ tại sao? Khen đâu mà cũng được. Được hết. Em nói Linh là ngày mai Linh được một chầu cặp với Diễm ơi. Sao sao anh sao? Nhiều đồ nha. Cá, gà. Ôi, còn gà nữa, đang gọi gà để em ăn. Thôi, thế sáng mai chị xin phép mời cà phê nha. Quà ăn cua hả? Dạ. Ủa? Dạ, đúng rồi, quà ăn cua. Đang qua chứ kẹt xe. Đang qua đang cua. Trên đó xuống đây xa lắm á. Hồi nãy chị đi mà kẹt xe quá trời. Đúng rồi, từ cái đây em lên, anh sơ hay lên. Ở đây chỉ có em là gần nhất thôi. Đúng rồi, nãy em chạy ra là một. Dạ đúng rồi, đi bộ vô xíu rồi chị. Đây, mình phải dương nha. Tiểu Ngọc Mồn à. Giống anh Hải nha. Bọc hết hết con tôm rồi nào. Ủa? Bỏ xí lọc vậy nha, máy xoay. Máy xoay. Wow. Wow. Nó nhỏ nhỏ là có được, đầy đủ quá. Giống vui với bạn luôn. Quá dữ. Cái này cũng là cái này muốn chơi không? Muốn chơi không đủ luôn. Đây mấy chị. Đấy, chị có. Không, cái này khác nha, cái này khác. Cái gì đó. Thì khác. Anh Phúc em con nữa đây, anh Phúc em một con nữa đây. Chị Tiên có, chị Tiên có. Em có rồi, em có. Vậy thôi thêm con nữa đi chị. Em cũng nhìn rồi, cái dư á. Bữa tiệc ngày hôm nay là chị Tiên làm. Dạ. Nên đó là vì chị Tiên có bữa tiệc ngày hôm nay. Đúng rồi, đúng rồi. Có chị Tiên mới có mình ngồi đây. Mà có anh Phúc thì mình mới về được. Mời riêng anh trai của mình một cốc nha. Đấy, có chị Tiên. Ở đây chị ở bữa tiệc ngày hôm nay ạ. Để có chị Tiên mới ngồi đây mà có anh Phúc mình mới đi về được. Đúng rồi. Anh Phúc phải ấy mình mới về được. Rồi, em cũng hết rồi kìa. Hay quá. Vô em mời anh. Em cảm ơn anh nha. Chị ơi, anh Lộc mời chị này. Thôi giờ ai bắn bỏ người đó đi nè. Ai em mời ơi, ai bắn. Cho chị gái của chị Long Biên em. Đây rồi. À em lại sang mời luôn à? Sắp đôi luôn đấy. Dạ không, em mời cùng với chị Tiên mời vui rồi. À rồi, thôi chúc khỏe em nhé. Em là cùng đợt này là tuyển thêm được nhiều huấn luyện viên nhí chưa? Dạ, cũng nhờ Diễm quay với Hùng quay cũng được thêm cả. Đây là học trò của em à? Dạ, học trò em luôn. Nhưng mà trên em cũng xin thông báo hiện tại là em đang bảo lưu. Nhưng mà em đang bảo lưu rồi, không có phụ huynh thôi. Rồi, ok. Bảo lưu kết quả luôn. Rồi, chúc thầy giáo nào luôn đông học viên nhá. Đông học nhiều quá. Các chị anh chị sẽ hiểu mà. Hôm nay sẽ không ăn được cơm đâu. Hôm nay cũng đi một gãy xuống. Này anh nữa thì không bắt. Con kia cũng vậy mà. Tặng anh luôn. Ờ. Tặng anh luôn. Ừ, tặng luôn. Đây không ăn được nhé. Rồi xong rồi. Xong rồi. Mời hai người đẹp. Hai người đẹp, người xấu. Ai? Anh đâu biết được rồi. Cái nhờ anh Hiếu review ốc giác vàng nha. Hả? Anh. Ê, anh. À, vậy em nhờ anh Hiếu review ốc. Em luôn hả? Em là đúng rồi. Dạ.
Thôi dạ, vậy em ha. Con này hơi không không. Cái này là bắp chuối à. Chuối. Chị nướng vừa tái như mình rồi chị ha. Ăn mềm mềm. Này anh Hiếu luôn, anh Hiếu. Được không, đưa cho bạn nhân viên mặc tất cho. Chắc là mày có đồ này riêng quá. Dạ. Dạ. Chào em. Chị Thảo ơi, chị Thảo. Dạ, dạ cho em gái mời anh chị. À. Mời cả nhà. Còn đá nha. Ok. Rồi, anh ra đoàn đi. Mời bé Ly nha. Chúc mấy anh mấy chị mạnh khỏe. Rồi, cảm ơn Ly. Chúc Ly luôn xinh đẹp này. Thơm à. Cảm ơn ạ. Chị lấy bên lá. Chị nghe là chút đẹp luôn em ơi, cho chị bên lá đây. Ngon quá. Áo tay dài, uống ít một thôi anh nhé. Mình thấy sớm. Anh Hiếu, anh hỏi là nãy ba ốc này nó có ngọc không? 250 nha. Nha 50 nha. Chị uống 3 cốc liên tiếp vào mày uống đi. Chị uống một ít nè. Nhưng mà trước giờ là có lần bao giờ cho anh? Dạ. Rau bò khai. Ăn vào là đi nó khai ấy. Rau bò khai anh nhỉ? À, em mời Dương Anh nhiều hơn ít nhỉ? Mời Dương Anh đi ạ. Chúc nhà hàng anh lúc nào cũng luôn luôn đông khách. Hẹn một ngày gần nhất là anh chị với cả ông bà có dịp ra ngoài Tây Bắc. Cảm ơn tiền nhá. Dạ, chúc khỏe. Đưa đôi em đưa qua. Hầu. Em quay ảnh xé gà rồi. Đây món này gọi là món này. Em ơi Mập ơi, đó. Món này món hàu anh Hiếu. Hàu. Lần đầu tiên được ăn hàu của người đàn ông luôn. Nhá. Người ta thì toàn là đàn ông ăn hàu của phụ nữ. Mà đây là hàu của đàn ông. Ăn có cái khác gì? Đây em bắt cận chị Tuyên ăn hàu của anh Hiếu. Biểu cảm của chị sau khi ăn hàu anh Hiếu này. Nhưng mà không nhận cái hàu vậy anh Hiếu dài. Nhưng mà nó lại nhiều bơ. Nhiều bơ. Đây, chị đang phải chọc nó ra đây này. Để xem là có độ ngậy hay độ ngọt. Hào anh Hiếu dài mà còn sâu. Công nhận là hào của anh Hiếu rất là béo. Ngậy. Không. Còn tươi lắm. Cái này vẫn ăn được, tí em phải xin con nữa ấy. Mỗi người hai con đúng không? Đấy, ngon. Hai bố, ở lập đi không hả? Được rồi. Phô mai như phô mai của một người đó. Mà ăn nó ngậy mà nhỉ? Thơm á. Xong chưa? Tiếp gà. Mẹ nói quá mà cũng phải làm con Thảo kìa. Là con của chị Thảo phải béo à. Không mà Hào anh Hiếu béo thiệt chứ bộ. Không, ở đây quán này cái tên là Hiếu Hào Sữa mà. Dạ.
Con này nhấp môi con thấy uống đâu. Em mới cũng tặng mới trong môi thì em thật đấy. Anh đã tinh thần. Mấy em làm quá. Em tập trung cho anh. Tình cảm như thế nha. Chị uống hết mà. À không, cậu uống với chị Thảo hay ai không biết đâu. Tình cảm bướm thôi. Em bướm. Đại bướm nhiều nha. Chị uống lâu quá. Cảm ơn chị nha. Không hổ danh là Hiếu Hận nữa. Mát nhờ. Nhưng mấy hôm nay vào đây mưa nhưng thời tiết cảm thấy là dễ chịu nhá. Đón mình toàn bằng cơn mưa. Nhưng mà đêm lại nắng luôn nhỉ? Ừ, hôm nay đêm lại nắng. Thế nhưng mà chị, cái em hỏi cái là đi chị vào đây là chị phải kiểm tra anh của em có đi đâu không nha. À, không, đi đâu. Đây, em mời với chị. Cái này có gì đấy? Dạ, dạ, dạ gà tây mát hả? Ờ. Đây, chắc là nướng đây, chắc đây em sẽ quá. Cầm này mời chị của em. Không cái cánh thì mang cái đồ đi. Thế đây đùi là phần em gái em. Đấy. Cánh à, cánh à, đây. Cánh ơi em mời chị cánh đây. Không có song hỉ ở đây có cái phao câu nhỉ? Này tặng nốt một người đẹp bên cạnh. Ừ. Cho chị một miếng cánh ăn phải giống chị gái mình. Đi em đi em. Ở dưới đây rồi. Cho em mình dê nhau cái đi. Dê đi, dê đi. Anh lấy hả? À? Anh mình. Phải có gà là phải có xôi. Không câu đâu. Một câu đây, không câu đây, một câu đây. Gà ta á. Chị đã thử miếng xôi chị. Không mà gà nướng em thấy cái màu là thấy quá ok luôn anh. Dạ dạ. Anh giống. Đây. Ấy em miếng đi. Dạ miếng nào to nhất để em lựa với chị miếng to nhất. Miếng này. Dạ. Dạ. Rồi miếng đó cũng to nhất luôn á. Mấy món nhớ gửi đơn anh là anh sớm sớm nha. Nếu có ngoài Tây Bắc cái chị ăn nó sẽ khác hơn đây nha. Ok ok. Rồi. Mật ong giòn. Đây là hải sản nhưng mà gà hơi đặc biệt. Cái này mình chưa biết thông thủy nha. Ủa anh chưa gặp thông thủy hả? Anh gặp rồi. Bữa nay anh chạy cho anh Hậu đâu? Đi đâu bây giờ? Anh Hậu đêm đi đâu bây giờ? Con Hậu dài này nè. Con Hậu dài một tấm. Đây. Anh chị này. À, sao anh sang đấy mà toàn ăn xúc xích với bánh mì đấy. Ôi thương đấy nhá. Em á toàn húp hàu sữa thôi. Đây. Hàu sữa này. Này. Xong rồi lại cả cái con này nữa này. Cái gì nhỉ? Rác rác húp rác. Rồi ôi. Này con này là con mà anh yêu thích mà nó cổ to này cơ mà. Quên. Anh Hải ơi. Bây giờ anh xét mình lại rồi. Đúng là cái size này nhỏ hơn size của anh đúng không? Không, cái này bé hơn của anh Hải này cơ mà. Thôi, cái này cơ mà. Khủng quá. Chứ phải cái này. Cái này không anh, cái này không anh. Ôi. Đợi mẹ anh. À, nhà em bảo là mời các anh lưng ly từ xa. Ở bên nha. Rồi. Mời Hải nha. Đây ạ. Mời các anh nha. Nãy giờ không ai mời em, chỉ có một mình anh mời thôi đó. Rồi. Anh ơi. Tắt rồi, tắt rồi. Anh ơi, anh tắt rồi, tắt rồi. Đang nhậu bên kia. Ốc em kia em bảo đi bóc con ốc cho chị gái này, em mới lấy bát cho chị luôn. Anh tự tin hơn nhiều. Em ơi, em tức sợ cái bát ở đây nè em. Dạ dạ dạ. Nhưng mà em tưởng thiệt á. Hả? Dạ dạ dạ. Sao ạ? Thấy hà cho em hỏi luôn kiểu đơn rồi. Dạ em cảm ơn chị. Anh là chị em
tặng một con đúng không? Không, hai con luôn. Hai con luôn. Mời chị ngồi bên kia kìa. Không ai không. Chị không đăng ký mà chỉ coi em là em mừng. Mai làm hỏi còn mấy món mình chưa ăn. Cơm nè. Không ăn đó. Ốc nè. Ốc 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 hương vậy, ốc hương vậy. Dạ ốc hương anh. À mình đã có. Để sẵn cho nó chị tới đó chị Việt nó ăn thôi. Đây. Đây là món này yêu thích của anh nè. Này em này. Nãy giờ em chưa ăn cái món này thử. Cái này đi. Ảnh này hình như giống như đọt nhãn lồng đúng không? Phải không? Nó là đọt nhãn lồng đúng không? Chậm 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 chậm. Nhưng mà cho em mời hai chị nha. Dạ. Em với chị Thảo Linh là ơi. Ở Sài Gòn nhưng mà phải hôm nay giờ chị Tuyên rồi. Mấy chị em mình. Anh Lưu Hùng ơi, mấy anh chị em mình làm ly nhỉ? Dạ rồi, em mời chị ạ. Em bắt tóc giùm anh luôn nha. Em ơi, cho anh bia chứ. Cho em tính tiếng nào. Ờ rồi, em để đấy đi. Nhắc nhắc chơi nha, chẳng muốn được đâu. Dạ dạ. Hết luôn rồi. Thì cả nhà ơi, hôm nay thì chắc mập nhỏ, đây mập nhỏ mà mập đại diện cho anh em YouTube Sài Gòn đón chị Tiên vào đây học cái gì cái lớp về đào tạo chồng hả chị? Dạ, dạy chồng. Trời ơi, em mới dạy chồng anh Hải. Dạ, giáo dục. Giáo dục. Đúng rồi, ý giáo là dục. Đi đâu là vẫn phải về yêu thương vợ con là đặt hàng đầu. Dạ. Nên là chị học xong cái khóa này là về là chị truyền anh Hải và anh Hải sẽ truyền cho mấy anh em. Dạ. À. Dạ. Em xin sẵn đây cho em xin ké luôn. Dạ. Trước khi chị Tuyên vào ấy là em đã gọi là chị Tuyên ơi là chị vào là ABC là để đi ăn với tụi em. Dạ. Nhưng mà chị Tuyên là vẫn chưa sắp được lịch. Dạ. Nhưng mà hôm nay là có được cái buổi tiệc kiểu anh em thế này là trên kênh của anh. Dạ. Linh phải nói là rất là vui luôn. Dạ. Quá vinh hạnh luôn rồi đó nha. Em chỉ nhắn nhủ một điều là anh Hải ơi, dù anh mà có đi học ở Nga hay Mỹ hay Úc hay là đi quay ở đâu ấy thì các anh em ở đây là vẫn cứ đón tiếp nhiệt tình. Dạ, đấy. Anh cứ đi rồi anh cứ để xếp lịch là kín luôn. Dạ. Đấy. Đây đây em mời mấy chị nha. Chúc mừng anh chị, anh Phúc ơi. Các anh em ơi. Cả nhà mình dô lên nào. Uống bao nhiêu? 100. Ờ đúng rồi. 100 mà làm rồi nha. 100 các anh chị nha. 100 luôn à. 100 em đến đây rồi. Ông Lương Hải ơi. Này có cái miệng ngại cái thôi. Này, chúc em chúc chị Tiên chị. Em ơi. Vậy em chúc chị về chị dạy anh Hải thành công nha. À ok, cảm ơn em. À, cảm ơn chị. Thôi. À, cảm ơn em nha. Cảm ơn anh. À, chị yêu ơi, bắt tay chị cái nha. Lily hết đi. Lily. Rồi, Lily này giỏi này, Lily hết đi Lily ơi. Làm như mình về đây cũng lâu rồi cái mình quên đó. Chạy đâu rồi? Chạy lâu dữ hả? Rồi, cho cái muỗng múc cơm. Em ăn cái này đi. Đâu chưa xanh? Em ăn chưa? Em có rồi. Ăn lúc nóng đó không đi tắm. Ờ, con này to thế nhỉ? Giờ hút cái đậu. Con này mà nấu cháo cũng ngon lắm. Con này to. Con này nấu cháo cũng ngon lắm. Dạ. Giờ anh đưa gì vô miệng anh ngại gì đâu. Nấu nhớ cháo mời xong cả nhà. Quyết này cho cô nó cổ. Ờ rồi mấy cái này. Mời cả nhà con sầu huyết nha. Hả, bây giờ ăn hải sản thôi cơm để sao. Ngu ăn cơm. À, ok em, đợi xíu món kia lên nữa là xong. Tôi uống lần nào mà em nghe danh rồi đó. Ghê lắm á. Mau ếch luôn nè. Món mới với nhà ơi. Cái này cái gì em quên mất nè. Cá mau ớt. Giống con cá mặt quỷ mà nhỏ chứ. Cá nhỏ.
ếch nướng. Nhưng mà cá mặt quỷ nhìn đây, nó sợ hơn. Còn những con cá mà cá này không biết giống gì nhìn thì nó rất là bình thường, nhưng mà khi mà nướng với muối ớt như này này cảm thấy là rất là ngon. Chân. Hay là về mình tẩm ướp với chẩm cháo. Em cho anh mấy đồ đũa thôi. Cũng được nhá. Em nghe danh gì lâu lắm rồi đó. Trời ơi, chị nói gì đồ yếu là em không chịu đâu á. Dạ. Dạ. Bên này có cái món hàu nữa nè. Mà em cắt lời ở đây luôn. Mà em không biết là anh Dũng với lại chị Diễm có thành kiến gì em hay là cái gì không, mà sao em ngỏ yếu hoài mà không cho em qua. Có đâu. Chọc thôi, có cũng qua nữa. Dạ. Dạ, ok. Nhà nhớ nhà. Anh Sĩ ơi. Hẹn làm chứng giùm tôi nha. Dũng uống không? Ok. Ủa, hết rồi nha, hết rồi nha. Cái nào. À, chúc khỏe nha. Này chị đang. Hay cái này là cá cái gì? Cá mau ếch. Đúng rồi. Dạ. Hay chị Chi Diễm cắt giùm em đi. Tiên ơi, ngày dạ. Mai anh không phải tốn để đãi đâu. Đúng rồi hả? Anh mời mỗi đứa đem món qua review. em đang nhờ bếp chặt gà nha, sắp có gà nha. Wow, sắp có gà đang tới. Gà ủ muối sang rồi à? Dạ, sang rồi, em đang nhờ bếp chặt. Ngày mai qua nhà. Hôm nay ăn, ngày mai ăn nữa. Chị là tò mò món này của em đấy. Dạ. Chị rất tò mò luôn đấy. Mời Diễm qua nhà luôn. Em coi nhà, coi thuốc, thật sự là coi xong ấy, phải tắt TV luôn, không coi nữa. Tại vì nhà đẹp với lại là sợ quá. Nhưng mà không biết là phải bán bao nhiêu kg củ hủ dừa đúng không? Mới được cái nhà đấy nhỉ? Nếu là thấy xịn sò quá mà không dám xịn nữa. Tính, chị Tiên tính rồi, chị Tiên tính. Em chị là bao nhiêu củ hủ dừa? 12 năm. 12 năm. Bán cái đều tương đương 12 năm ấy. Ai à? Mấy đứa phải lấy cái này làm mục tiêu à. Anh là năm nay là năm 68. Anh 56 tuổi rồi. Em nhiêu? Diễm bao nhiêu? 29 ạ. Vậy là còn bao nhiêu năm nữa? Em à. Đâu em cứ lấy là 12 mà cộng với 29 của Diễm này, lúc đấy Diễm mới 41 tuổi thôi. Đúng rồi. Tôi thử luôn là tụi em rất là thích có hai cái mà em với lại anh Dũng cứ chọc trồ, một là đây em mời anh ngủ anh chị hai nữa là cái loa cái phòng mà để bị nhạc anh phòng mình. Dạ dạ. Anh này chị Diễm. Đây mời Thái. Mấy đứa phấn đấu nhưng với điều kiện là anh đứng lại. Dạ, nếu rồi. Mà anh dẫn đi còn chạy là mấy không đứa không đấu được. Nên là thôi em từ bỏ luôn nè. Thôi giờ mình đứng lại mình già rồi anh. Dạ. Em là sẽ giữ chị đứng lại nhá, chị đừng có chạy nữa đấy, đứng im đây đấy. Nhưng mà cái này mình nhìn xa xa là giống mặt quỷ. Đúng rồi, giống mặt quỷ. À anh Hiếu. Thôi Diễm ngồi đây cho em cắt từ dưới đây. Chị Diễm cắt mấy con chân cá qua đi, con lúc nó lên đây nó dám luôn. Thôi chị Diễm mà. Bạn này là bệnh nghề nghiệp rồi anh ạ. Đấy, bây giờ mà không được cắt là buồn chân tay. Đúng rồi, cái này là tay phải có lực. Đúng rồi. Hay để em cắt em. Hãy cắt đi. Thôi anh em mình cắt. Đó rồi. Đó rồi. Đó rồi. Đó rồi. Thôi, thôi anh chạy nữa đừng có cắt. Thôi. Thôi. Đây, ok. Chị Thảo thấy đánh đầu hả? Đây chị. Em mời cả nhà đi. Hello. anh cô cả nhà. Ôi. Trời dòng lên luôn rồi đó. Em ơi. Rồi, đây bạn ánh cua cả nhà. Lần đầu tiên gặp bạn cho luôn. Cho copy ở đây nè em. Ơ nhưng mà luật trong này có kiểu vào 3 ra 7 như ngoài kia không? Có cái kiểu đó. Ấy tại tự nhiên sao em gặp ánh cua chứ. Có gì. Anh Phúc ơi, trong này có kiểu kiểu như là chị Thảo nói là ôi thanh xuân của mình mấy mươi năm trước đây. Thôi, cho một ly thôi, phạt một ly thôi. Uống bia nè. À, uống bia hả?
Hả? Có thôi, đứng nhìn em. Sợ gì ăn quá. Đi ăn cái gì đâu. Sợ tới cái lần uống rượu. Được cái là bướm nhị ấy, là nhiệt tình. Bướm nhị, đây là bọn chị là ban bướm này. Công ty 3 công ty. Chuẩn bị là sắp nhập thêm 4 bướm. Nếu mà đáp ứng đủ nhu cầu của công ty là sẽ nhập vào, sắp nhập. 5 bướm chứ. Đấy, thêm Thái nhà biển nữa là 5 bướm. Nhưng mà chưa, còn 2 bướm này vẫn đang trong thời gian. Tại vì em cho anh em đang quay á. Dạ. Đây, với lại dạ thôi mà chung luôn ha. Dạ, như mày dẫn chứ. Dạ. Không lẽ bây giờ tới đây mình nói đẹp có quyền nhá. Nhưng mà nói đây mấy chị lại la em, mấy chị lại buồn em nữa. Buồn chứ sao không buồn. À vậy thôi, à, chị tới trễ là lỗi của chị. Nhi ơi. Ok. Thấy chữ đâu anh chưa? Anh em. Công nhận người Việt Nam dễ ha. Người ta có lỗi, xin lỗi cái không. Ơ này, anh ơi. Anh muốn sao? Anh muốn sao? À, ý anh Phúc là nhìn cái này này. Nếu mà vào 3 không được thì vào 1 đúng không? Anh muốn thấy không? Anh ấy, anh ấy nhìn này đấy. Anh của mẹ chị em là ý phát là biết luôn. Anh không có dễ dàng gì. Tự nhiên vô xin lỗi cái không à? Mời tự do. À nhưng mà em vừa đi cái gì đến đây hả anh? Taxi qua. Taxi là taxi à? Taxi là xe 4 chỗ ấy. 4 cái cốc ấy. Wow. Có nước sốt này luôn à? Dạ. Nước sốt luôn à? Dạ. Dạ mình hết. Dạ rớt ký ba mình không chịu. Chị ơi, chị thích ăn phần cánh đúng không? Ok, thì gà gà rồi bây giờ. Bây giờ là mấy chị sẽ review gà ổ muối của Mập Phút nha cả nhà. Em ơi, mỗi chị em làm miếng gà đi em ơi. Đây, em mời anh Đại. Sao vậy? Bỏ câu, bỏ câu. Em gấp cho mấy chị okay. Em vào đây đi. Chị phải ăn miếng đùi. Đây, phải bên đây mới được đúng không? Nhưng mà cho một khúc đùi nữa nha. Cho cái phao câu nó bự ra nè. Đó. anh Hiếu ăn thử gà ổ muối của bên em bán. Dạ. Anh Đại này, lấy giùm em nha. Dạ. Đây, em ăn phần nào? Đây, em tập trung vào cánh phụ nữ nha. À, em ơi, ăn thử gà ổ muối đi. Xem nó sốt em nè. Chị. Ô mà chị á, chị thấy anh Hải ấy về chỗ nhà anh chị Phúc này mà xé con này ăn này rồi chị thèm thế. Chị xem đi xem lại cái clip đấy luôn. Dạ. Không ăn đi không, ăn đi. Đó em có tặng kèm dao với lại cái nước chấm này giờ em làm luôn á. Tặng kèm đó thôi luôn á. Dạ tặng kèm này luôn với lại dưa leo luôn. Nhưng mà tặng gì rồi ship đi tỉnh được không anh? Không, đi tỉnh em không có tặng. Đi tỉnh em chỉ tặng nước chấm thôi, chứ đi tỉnh cái này là úng luôn á, là xấu lắm. Nhưng mà cái này là hàng này là vận chuyển được tới đâu anh? Dạ em chỉ miền Trung với là miền Nam thôi, mà miền Trung là 2 con trở lên em mới vận chuyển được. Mà nghe nói là mua mấy con thì mới tặng hộ chấm chéo anh? Dạ 3 con. Dạ 3 con. 3 con được tặng hộ chấm chéo ở nhà, còn nếu mà 2 con được tặng một hũ nước chấm đó. Nước chấm nhỏ bên em á là bán 40 ngàn một hũ. Còn nếu mà mua một con chẳng có nước chấm nha, ý là tặng thêm thôi. Dạ, lời á, em lời á. Em đổi tôi bún nước lèo đó, được không? Nếu mà 290 làm được bao nhiêu tô bún nước lèo vậy anh? À, chắc cỡ 4 tô. Thôi, nhưng mà em ăn 2 tô rồi để dành hả? Thôi chị Tiên thôi, thôi chị. Cái da này. Chị làm em hồi hộp quá. Ủa, mà chấm chéo đâu? Chị đang cảm nhận về cái da ấy. Cái da này nó vẫn rất là giòn. Dạ. Cái thịt nó vẫn giữ được độ dai. Dạ. Mại ngấm được gia vị bên trong. Dạ. À. Nhưng mà chị dễ mà làm em sơ xuất rồi. Bây giờ tặng chấm chéo mà không thấy hộp ổ chấm chéo đâu á. Anh mua kìa. Anh ơi, cái món này này dạ. Mà nhà anh Dũng rất là thích. Dạ. Đấy là em, ngay hôm nay là em xin phép là tặng một
con ngày mai giao cho. Không, bây giờ em không bán, bây giờ em tặng được không? Bây giờ ở đây nè. Bây giờ ở đây nè, bây giờ một hộ em tặng một con được không? Một hộ nha, một hộ nha. Bây giờ. Dạ. Đây qua đây luôn em, qua đây luôn. Bây giờ nha, ai mà tách hộ thì gán chịu nha, một hộ tặng một con. Ví dụ như giờ. Hả? Không, anh Phúc với em tính có mặt thôi anh. Anh Phúc với Thảo là một hộ nè. Đó là được một con. Em tính có mặt đặt tên thôi nha. Như gì Thái là được hộ nè, chết em đêm nay rồi. Bây giờ nè, chị em Diễm. Là hai hộ. Hai hộ phải không? Hai hộ nha, mai mốt là không nói Dũng Diễm chung nha. Phải nói là Diễm, Dũng Duyên đúng nha. Đúng rồi. Chịu luôn, chơi luôn, là hai con nha. Nhưng mà Linh ơi. Dạ. Nhưng mà ở ngoài Tây Bắc mà ngày kia về rồi thì có ship được cái này về không? Không chị ơi. Riêng chị là 5 con. Nhưng mà sách trong ngày về mới được đúng không? Dạ không, em không ship qua Bắc được. Không. Em có đề xuất là nếu mà 5 con thì về nhắn tin riêng chứ đây người ta phân biệt. Dạ. Không. Ờ đúng rồi. Không. Chị tiên một con thôi nha cả nhà. Chị tiên một con thôi. Nhưng mà thôi chị thấy sao? Ngon hết rồi, ngon. Ngon. Dạ. Em. Dạ. Chị Thảo nào bây giờ, chị Thảo ngon không? Dạ. Chị Thảo là bây giờ là mấy chục con rồi cả nhà. Đó. Nói chung là ở đây xíu em xin thông tin hết là một hộ một con nha. Dạ. Em anh chụp lại nha. Mới có. Dạ. Chừng nào mới có. Ngày mai hoặc ngày mốt. Nhưng mà ngày mai là mình lại ăn gà tiếp nữa đó. Mà không cần tặng cặp chéo cho em nha, em có rồi. Dạ, em có đó biết mà. Đi nhanh là ngày mai em đem tới nha. Cái của anh là đi. Đừng có lấy cái của anh ra mời á. Em tính là chung á. Thôi nói à. Nói chứ clip cũng dài rồi cả nhà. Anh cũng mất tỉnh lắm ấy. Hôm nay thì mình nhân danh là anh em YouTube Sài Gòn. Nói chung mập. Nhân danh luôn. Là mập đại diện cho các kênh YouTube ở đây thì có chị Ánh Cua nè. Đó, rồi chị Phan Diễm nè. Rồi chị Thái Nhà Biển. Vinny Hùng. Ở đây mập phút rồi, ở đây là anh này không có kênh nhưng mà anh rất là nổi hơn em mình nữa cả nhà. Anh Phúc Béo nha. Rồi anh Hiếu với cả nhà. Hiếu Hào Sở nha. Dạ. Nhà Biên nha. 2, 3. Anh Yếm ơi. Anh Hiếu. 2, 3. Vô. 2, 3. Vô. 2, 3. Uống nhiều nào. Hello. Rồi uống chai kết thúc clip luôn nha cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Cả nhà hẹn gặp lại. Uống hết có được chào. Cả nhà nhớ mua ba.